Xin chào mọi người, đây là cậu Ba Tí Vlog này. Ngày hôm nay thì mình sẽ thu hoạch rau quế nha mọi người. Mình trồng 30 ngày rồi các bạn, thì cây nó đã cao được khoảng 20-30 cm rồi. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái quá trình mà mình trồng, mình chăm sóc. Thì mình không phải là kỹ sư nông nghiệp, cũng không phải là nông dân chính gốc gì đâu. Nói chung mùa dịch thì trồng để có ăn hả các bạn. Thì cái rau quế này mình trồng trong một cái khay thông minh đó các bạn. Mình trồng ở trên sân thượng nè. Khi mà trồng á, mình chuẩn bị đất, trộn cái đất tri bát với lại phân trùng quế. Sau đó mình gieo hạt giống, mình rải lên rồi mình rải một cái lớp đất mỏng. Thì cứ để khoảng tầm một tuần lễ thì cây nó sẽ nảy mầm lên. Nó bắt đầu nó ra cái lá thật rồi, nó lớn. Nó cao khoảng tầm 10 xăng. Tưới phân rác là tưới vi sinh các bạn. Thì cái phân rác này các bạn, cái phân rác nước này á, thì mình lấy từ trong thùng rác hữu cơ, thùng rác tự hủy đó các bạn. Thì video đầu tiên mình đã có làm cái cách làm thùng rác từ cái rác thải sinh hoạt. Thì nó cho ra những cái nước rác như thế này nè. Pha khoảng tầm 20ml này với 10 lít nước và mình tưới. Cứ mỗi 7 ngày á, mình sẽ tưới cái nước phân rác này. Thì cái ngày hôm sau thì mình sẽ tiếp tục mình tưới thêm cái vi sinh nữa. Thì cái vi sinh này mình cũng đã làm video chia sẻ rồi. Vi sinh mình pha tỷ lệ ra, mình cũng tưới cho cái cây này, cung cấp cái vi sinh vật cho cái phần đất trồng này các bạn, để cho đất nó tơi xốp thì giúp cây nó hấp thu những cái chất dinh dưỡng nó tốt hơn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình thu hoạch nha các bạn. Mà trước khi thu hoạch thì xin mời các bạn cùng xem cái lá rau quế nó như thế nào nha. Đây, bạn thấy không, tươi xanh mà mừng mỡ luôn các bạn nha. Ngày nào mà các bạn thu hoạch á, tốt nhất là một tuần lễ đó các bạn ngưng tưới phân rác cũng như là ngưng tưới vi sinh đi, để mình thu hoạch mình ăn cho nó ngon lành. Đấy, mà xem ha. Rồi, mình quên nói là cái vấn đề sâu bệnh các bạn. Thì trong cái quá trình mình trồng á, sâu thì mình thường gặp là cái sâu sâu dễ bùa. Con sâu dễ bùa các bạn. Thì mình coi có cái lá nào nó có bị sâu dễ bùa không nha. Thì thường sâu dễ bùa á, nó sẽ có một cái đường quằn quện ở trên lá đó các bạn. Thì nói chung thì do cái này mình trồng nó hơi dày nha các bạn. Mình trồng nó hơi dày, thành ra cái cây nó rất là, nếu như mà nó có sâu nó rất là dễ bị sâu nha. Còn khi mà các bạn trồng nên trồng cách giãn hàng ra. À, mình quên nói nữa là mình sử dụng cái loại hạt giống nào. Đây, cái loại hạt giống mình xài nè các bạn, ong vàng yellow bee. Cái loại này rau quế cao sản lá to nha. Còn đây là thông số nè, đặc tính giống kháng bệnh tốt, lá thơm dễ chịu, lá lớn dày màu xanh đậm, thân màu tím, cây cao 25 đến 30 xăng. Thời vụ trồng là quanh năm, thời gian thu hoạch là từ 30 đến 35 ngày. Khoảng cách trồng trồng theo liếp, theo cây hàng 20 x 20 đó. Các bạn nếu mà trồng 20 x 20 khoảng cách thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Lượng giống cần thiết mình nghĩ các bạn là nên ươm vô cái bầu đất, thì khi nó lớn lên các bạn gieo theo hàng nó sẽ phát huy được tối đa cái năng suất của cái cây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thu hoạch nha các bạn. Rất là thơm nha. Đó, chỉ cần đụng nhẹ sơ qua thôi là cái mùi thơm nó rất đã rồi. Cái rau quế này mà đem đi ăn với bún bò quế nè, và nấu canh rồi rất là đã nha. Vâng, và đây là cái kết quả sau khi thu hoạch này các bạn ơi. Đó, rất là đã luôn các bạn. Đấy, tuyệt vời luôn nha. Một rổ như thế này nè các bạn, tha hồ mà ăn dần trong ngày dịch các bạn. Thì các bạn cũng biết á, nay là tháng 8 rồi. Thì dịch nó đang hoành hành ở trên Sài Gòn ha. Cái việc mà kiếm được một cái rau tươi sống mà sạch sẽ, không có sử dụng hóa chất như thế này là cực kỳ hiếm. Đó, có tìm cũng rất là khó mua các bạn. Thì dịch các bạn không đi đâu được thì nên là có thời gian á, chúng ta trồng rau.
để chúng ta ăn dần trong những ngày mà cách ly ha. Tại vì ngày cách ly giãn cách xã hội mình cũng không biết là đến khi nào nó mới hoàn thành được đó. Thì cách cắt như thế nào thì mình, thực ra mình cũng chẳng biết đâu. Mình coi kênh của cô Khoa Hiền á, cổ trồng rau rất là hay, thì mình cắt theo giống như cổ thôi, tức là ở mỗi một cái mắt như thế này các bạn. Đó, chúng ta cắt chừa cái mắt, cái nách này nè, thì tự nó sẽ đâm tược ra, thì cũng không cần mà cắt sát quá đâu. Thì mình sẽ cắt giống như mình tỉa cây các bạn, mình cắt thì nó từ từ nó sẽ đâm tược ra mới thôi. Thì khi cắt như vậy thì chắc có lẽ chiều mình sẽ bón phân tứ vi sinh cho nó mạnh mẽ hơn nha các bạn. Rồi thì cái này sẽ chế biến được cũng khá là nhiều món ngon. Thì các bạn cũng biết rau quế là một cái loại cây vị thuốc thuốc nam đó, có cũng khá là nhiều công dụng, thì các bạn lên Google coi cũng biết rồi. Chúc các bạn thành công nha, xin chào. Nếu thấy hay và hữu ích, các bạn hãy nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.